Rồi tiếp theo hướng dẫn các bạn cách mình sửa cái số điện thoại trên này và cái địa chỉ ở đây, số điện thoại ở đây, và những cái đường cái liên kết này ở đây nha, mình sửa lại. Đầu tiên tôi hướng dẫn các bạn sửa cái số điện thoại trên này. Số điện thoại này là nó sẽ nằm trong phần lock, cái nào hiển thị cái nút photo là Vivid Lock à, đó là mình sẽ sửa trong đó. Có hai cái sửa, một là mình vô trực tiếp ở đây, nó nằm trong phần Vivid Lock ở đây, tất cả ở đây có hai footer, hotline, rồi đất xe ba nè, đó có một cái hotline này, hotline nè, mình edit unit builder ở đây đó, rồi sau đó nó hiện ra cho mình tìm kiếm sản phẩm bên đây nè, search box gì đó, rồi bên đây là cái số điện thoại đang màu trắng á, cho nên mình cũng thấy, mình nấm đau chuột vô đây là màu trắng, mình thấy đâu bấm cancel, mình kiếm xuống đây, mình nhập cái số điện thoại ở đây. Đó, số điện thoại vô và nhập thêm rồi kiếm ở đây mà muốn, rồi ở đây nó vậy thôi, đây cũng vậy, đây đây không đó, đáp lại trong số điện thoại đây. Rồi tiếp theo ra số điện thoại dưới đây ha. Rồi tiếp theo mình muốn sửa cái phần dưới đây cũng vậy. Đây, chỗ nào có Vivid Lock là nó Vivid Lock, mình có thể đây nè, giới thiệu đây nè, Vivid Lock mình sẽ sử dụng Vivid Lock. Nếu mình thấy chữ Vivid Lock đây thì click từ clip đây sửa cũng được, không cần phải qua cái phần admin kia. Hai cách ấy, đầu tiên tôi dùng cách trong admin, hai dùng cách này đó. Cách này thì ở đây là mình chỉ có 1, 2, 3, 4, 4 ô, mình bấm ô thứ tư, ô cuối cùng cũng như test nè, mình nhập lại cái này, số bao nhiêu nhập lại hết này, xong lưu lại nha. Đó, bên đây cũng vậy, nhấp đôi chuột vô số điện thoại này và nhập lại số điện thoại và lưu lại. Kết nối với chúng tôi ở đây, bấm đôi chuột vô đây, đường link Facebook của bạn là gì nhỏ vô, đường link Instagram của bạn là gì bỏ vô đầy đủ, xong lưu lại. Đó, tiếp theo giới thiệu, đây là đường link luôn, giới thiệu hết thì cái này mình phải có cái bài viết về cái giới thiệu này và cái bài viết về chính sách công ty này thì mình liên kết vô. Hiện tại chưa có cho nên phần này tôi sẽ chỉ sau các bạn nghe, tôi sẽ chỉ sau. Tạm thời mình tới đây mình lưu lại đi, bây giờ mình sẽ tạo ra các bài viết nghe như vậy để mình bỏ vô ha. Rồi tạm thời là mình biết chỗ sửa mấy cái đó rồi, mình vô mình sửa lại. Rồi bây giờ tới mấy cái này về giới thiệu về cái này. Thì để làm được cái đó thì mình sẽ sử dụng bot hoặc là sử dụng bay, hay cái nào cũng được ha. Ở đây tôi sẽ sử dụng đây em tôi, thì tôi sẽ sử dụng ở đây, tôi sử dụng cái gì đây, cái gì hợp lý đây, tôi sẽ sử dụng bot đây ha. Bot thì đầu tiên tôi tạo một category và là giới thiệu đây ha. Đó, và tôi tạo tiếp một cái category là chính sách công ty. Này. Hai cái đó là hai cái nhóm để mà lưu trữ tin tức ha. Rồi sau đó mình sẽ vô phần bot nè. Cái này đang là tiếng Anh đúng không? Mình sửa lại tiếng Việt cho các bạn dễ biết ha. Scenario nè. Đây là tiếng Anh. Scenario chuyển lại ở đây là tiếng Việt nè. Cái anh tiếng Việt muốn sửa đây mình sửa ha. Rồi sau đó mình sửa xong ha, mình quay lại đây lên chữ bài viết chuyên mục đang tạo rồi, hai chuyên mục vô tất cả bài viết. Mình viết cái bài đầu tiên của mình nè, viết bài mới nè, mình sẽ viết cái bài về con cái gì, về shop gì đó chúng tôi ha. Bài này lên cái công cụ viết của mình nó khó viết lắm, công cụ này mình mới của một web khó viết lắm, cho nên mình chuyển cái công cụ này thành cái công cụ giống như Word cho dễ viết. Để chuyển công cụ giống như Word á thì phải cài một cái plugin. Bỏ qua cài mới nè. Cài cái plugin. Plugin này là plugin WP.
Extra nè ha. Cái cột win này có nhiều thứ hay lắm. Mình cứ cài cái này vô. Extra. Có hai lớp win để hỗ trợ tắt này, một là xài WP Extra, hai là xài Lasix Editor. Cái nào cũng được. Rồi, nằm đây mình cũng cài đặt. Không ạ. Này lại. Rồi cài xong rồi mình kích hoạt ha. Rồi kích hoạt xong rồi mình thấy cái chữ WP Extra ở đây. Mình mở nó lên, mình sẽ cấu hình thêm một số cái. Tắt cái thằng này, nghĩa là nó cái giao diện mới của thằng WordPress, chính giao diện mới của WordPress ra, giao diện còn tạo văn bản á. Tất cả luôn á. Rồi. Cái này mình xài cái MCE của thằng editor. Editor lasso luôn ha. Rồi nút đăng bài, mình kéo xuống dưới đây có nút đăng bài luôn. Nhân bản là sao chép bài viết, rồi nhân bản WordPress nè, cấm. Nếu mà cho mà muốn cho người ta không copy bài của mình là bật này lên, còn nếu không muốn thì để này đi. Bật này lên là người ta không copy bài của mình luôn. Ha. Rồi, hình ảnh tự động lưu hình ảnh luôn ha. Tự động khi mình copy hình ảnh từ cái trang web khác tự động lưu gì luôn. Rồi chỉ tin mới thôi. Rồi liên kết tập tin ra phương tiện. Rồi tên ảnh á, tên ảnh thì mình sẽ đặt lấy cái tên ảnh. Thay vì nãy tôi có một cái lúc tôi hướng dẫn các bạn à, tên hình ảnh mình sửa là đúng cái tên từ khóa bài viết á, thì đây nó sẽ lấy đúng cái tên tiêu đề luôn nè. Tiêu đề luôn cho nó tự động lấy luôn. Tự động đặt ảnh đại diện hay không cần. Xe hình ảnh cần luôn, tự động design hình ảnh không cần ha. Rồi như đây thôi. Rồi. Rồi cài đặt máy này thì cái này không cần, cái này không cần ha. Rồi bản tin. Bản tin thì tắt cái này luôn. Rồi như đây thôi, lưu lại. Đó, lưu lại xong rồi mình mới quay vô bài viết nè. Mình mới viết bài. Đó, viết bài thì đây cái khung dẫn thảo mình đổi là vô khung này vô giấy viết ha. Rồi. Rồi bây giờ mình viết cái bài, đầu tiên viết cái bài giới thiệu về cái trang này đúng không? Đó, giới thiệu về trang này. Viết cái bài giới thiệu. Đây. Đây, viết bài này. Giới thiệu về shop gì đó. Nha. Rồi mình có một cái bài viết giới thiệu về shop. Như đây. Nha. hình ảnh đại diện bỏ vô, đó, cái này đây, cái này đây. Rồi từ quá thì nhập y cũ rồi, cái này đưa vô một là giới thiệu. Rồi đang hồi nãy mình cài thêm cái nút WP Extra ở đây thì có nút đăng ở dưới đây nè, mình kéo xuống cái cùng có nút đăng ở đây cho tiện nè. Còn mình không có cài không có. Rồi sau mình sẽ lấy được cái đường link nè, giới thiệu nè. Ở đây mình sẽ có một cái bài giới thiệu ở đây đó. Bây giờ tương tự mình làm hết tất cả các bài còn lại của nguyên cái dàn này. Mình soạn ra bao nhiêu cái nói gì ở đây á thì mình làm bao nhiêu bài ở đây cũng vậy, bao nhiêu cái làm bao nhiêu bài nha. Sau khi mình làm xong rồi á thì mình sẽ copy đường link lên nè, giới thiệu về shop rồi ha. Rồi mình quay vô cái chỗ là chỗ đây nằm trong cái chỗ gọi là Builder của thằng Vlog. Nãy đầu tiên tôi nói sơ quá này rồi. Vô đây. Mình kéo xuống đây mình tích đôi chuột vô. Ở đây có hai ô nè. Ô nhất, ô thứ hai, tích ô nhất. Về gì đó. Đây có nút mà xóa đường dẫn. Và này, vô. Về shop gì đó mình sửa đi. Về giới thiệu đi. Về shop.
về cửa hàng đi. Đó, ví dụ vậy. Rồi bo đen nó và đây có nút là thêm mình sửa đường dẫn nè. Dán đường dẫn mình vô. Đó, một cái. Tương tự hai bên đây mình cũng vậy, mình cũng lia cái này đi rồi xong mình làm cái link gì đó, mình gõ chữ vô rồi xong mình kiếm một cái bài mới giống nãy mình đăng lên vô. Nên đầy đủ hết tất cả cái này luôn nha. Sau khi mình làm xong rồi mình mới lưu update lại xong không? Update lại xong rồi mình mới kéo xuống đây, mình coi lại rồi tới đây dẫn vô đúng cái trang của mình. Đó. Ở đây mình chưa có bài, mình chưa có viết bài nên không có ha. Đó là đây tương tự vậy, tương tự những link còn lại. Đây mình sẽ làm ha. Ở đây mình có thể tùy biến một chút xíu nha. Ví dụ như là mình muốn, ví dụ muốn thì mình có thể bao chuột ở đây, mình bao chuột ở đây, ví dụ ở đây rồi sau đó mình đoạn văn bản cái chỗ là dạng nè. Đây mình cho nó là dạng ví dụ như là sao hay là xét mắt gì đó thì nó ra, nó sẽ ra cái kiểu xin giấy chết cho mình. Đây cũng vậy, dạng nè, line nè, set mask nè, nó sẽ ra dạng này cho mình thì theo mình muốn ha. Đó. Đó, thì nó ra cho mình đi đây. Đó, cho chết rồi dài. Đó, thấy không? Rồi bên đây mình sửa lại mấy cái chỗ này nãy nói rồi, hotline sửa làm sao ha, rồi liên kết với mạng xã hội sửa làm sao vậy. Rồi cái này sửa sao thì tôi nói rồi trong cái lúc đầu của video này, cái này sửa sao nói rồi luôn nè. Ở bên đây, ở trên này thì chút xíu trên này tôi nói luôn, ở trên menu ngang này muốn thêm vô menu thì làm sao, thêm vô đây làm sao thì cũng vậy, cũng vô phần bản tin đây, nó sẽ nằm trong cái phần là menu đó chính là menu nào có chữ main menu đó, main menu chọn nó. Menu là trang chủ giới thiệu đó. Mình muốn đẩy gì qua thì bên đây mình sẽ có, muốn đẩy bài viết thì phải tạo bài viết mình đưa qua. Và muốn đẩy cái danh mục sản phẩm đó, thì mình tạo trong danh mục sản phẩm có đưa qua. Hoặc là muốn đẩy trang thì mình tạo trang mình đưa qua. À, đưa trang đưa qua. Giờ muốn đưa cái trang hàng mới về đi. Đẩy qua đây. Thì đây có một cái mục hàng mới về nằm đây. Đó. Thì cái hàng mới về này đâu ra, hàng mới về nằm trong có một trang, còn thêm trang mới tạo một trang hàng mới về. Rồi mình đưa qua. Đó là cái những cái sửa về các phần liên hệ nè, và các phần liên kết là footer, và các về cái phần về menu. Đó. À, rồi xong phần này đây ha, bây giờ mình coi mình sửa lại hoàn thiện cho đầy đủ cái phần website này ha.